Theo nguồn tin chính phủ, chính quyền Trung Quốc vừa tạm thời chấp thuận 38 thương hiệu cầu chứng mới cho công ty Trump, mở đường cho Tổng thống Mỹ và gia đình của ông thành lập một loạt các dịch vụ làm ăn mới, từ sân golf cho tới khách sạn cũng như dịch vụ bảo vệ an ninh tư nhân. Các luật sư của ông Trump ở Trung Quốc nộp đơn xin cầu chứng thương hiệu hồi tháng 4 năm 2016, trong lúc ông có những phát biểu mạnh mẽ chống Trung Quốc trong các buổi vận động tranh cử, cáo buộc Bắc Kinh là lấy công việc của dân Mỹ, cũng như là điều chỉnh tỷ giá hối đoái để dễ hàng xuất khẩu hàng hóa. Văn phòng về cầu chứng thương hiệu của Trung Quốc vào hôm 27 tháng 2 và hôm thứ Hai tuần này loan báo việc tạm thời chấp thuận các thương hiệu này. Nếu như không ai phản đối, thương hiệu sẽ được chính thức công nhận sau 90 ngày. Tất cả các thương hiệu này đều do cá nhân Tổng thống Mỹ làm chủ, ngoài 3 thương hiệu là dưới tên khác. Trung Quốc vào hôm 14 tháng 2 chấp thuận cho ông Trump cầu chứng thương hiệu và dịch vụ xây cất sau 10 năm tranh tụng. Một giám đốc tại công ty cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ Simon HB Service ở Hồng Kông nói rằng, từ trước tới nay, ông chưa hề thấy một đơn cầu chứng nào được nhanh chóng chấp thuận như vậy.